Tim Châu Phi báo tin vui khủng trước khi Quang Linh về Việt Nam, anh em ngồi trên kim cương nhưng bất ổn. Quang Linh Vlog hiện tại đã không còn là cái tên xa lạ với cộng đồng mạng. Nhờ sự giúp đỡ của chàng trai xứ Nghệ, cuộc sống người dân bản nghèo Angola hiện đã được cải thiện hơn rất nhiều. Trước khi về Việt Nam, Quang Linh vẫn tranh thủ làm nhiều điều ý nghĩa cho người dân nơi đây. Mới đây, trên trang cá nhân, Tim Châu Phi bất ngờ đăng tải bài viết khoe mùa vụ ngô bội thu. Trong ảnh là đông đảo người dân Angola đang rạng rỡ vây quanh đống ngô khổng lồ. Đính kèm hình ảnh này, Tim Quang Linh viết xung quanh toàn ngô là ngô, các bạn anh đông giúp đỡ mùa ngô, nay có lương thực dự trữ rồi. Ngay khi xuất hiện, bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Anh ấy đều không khỏi vui lây vì niềm vui của người dân nơi đây. Một số bình luận của cộng đồng mạng quá giỏi luôn và quá ấm no cho người dân bản ở Châu Phi. Chưa bao giờ bà con dân bản lại có một mùa bội thu như thế, phấn khởi quá Tim ơi. Chắc lần đầu tiên người dân bản có vụ mùa bội thu như vậy, chúc mừng bà con, cảm ơn Tim. Được biết, một vài tháng tới vào dịp hè 2023, Quang Linh Vlog dự kiến sẽ cùng bố con Lơ Con và lên đường về Việt Nam. Nam YouTuber xứ Nghệ cũng cho biết giấy tờ của Lơ Con đã hoàn thành và sẵn sàng cùng Tim Châu Phi khám phá vùng đất hình chữ S. Quang Linh hé lộ, chuyến đi này anh sẽ tạo điều kiện để anh em Angola có thể du lịch, trải nghiệm văn hóa của Việt Nam. Vào dịp đầu năm, thay vì về Việt Nam đón năm mới bên gia đình như dự kiến, Quang Linh Vlog cùng một số thành viên Tim Châu Phi phải ở lại trang trại để giải quyết công việc. Thời gian gần đây, trang trại chăn nuôi dê của Quang Linh gặp một chút trục trặc. Việc những chú dê liên tục gặp vấn đề sức khỏe, chán ăn, giảm năng suất cho thịt khiến nam YouTuber gốc Nghệ An đau đầu. Chính vì nguyên nhân đó khiến Quang Linh Vlog nghĩ đến việc chuyển nghề, thay vì đứng ra mua dê giống về chăn nuôi đến khi đủ tuổi bán lấy thịt thì hiện tại Quang Linh Vlog cùng anh em trong Tim Châu Phi dự định sẽ đi buôn dê. Điều này có nghĩa là nhóm của Quang Linh Vlog không cần tự chủ trương chăn nuôi ở trang trại mà chỉ cần đi ra chợ kiếm đủ số lượng dê đã cam kết với người mua để giao hàng. Angola là đất nước mà Quang Linh Vlog và nhiều người Việt đang làm ăn. Đây là đất nước có nhiều tài nguyên, trong an ninh nhiều phức tạp. Angola có nhiều tài nguyên thiên nhiên như dầu, kim cương, quặng sắt, phốt pho, đồng, vàng, bauxit, urani, khoáng chất phan phát. Theo OPEC, Angola đã vượt Nigeria để trở thành nhà sản xuất dầu lớn nhất châu Phi trong tháng 5 2023. Kinh tế Angola là một trong những nền kinh tế đang phát triển nhanh nhất trên thế giới, nhưng vẫn còn phải phục hồi từ cuộc nội chiến Angola đã ngăn cản Angola từ khi độc lập vào năm 1975 đến năm 2002. Ước tính Angola đã vay khoảng 42,6 tỷ USD từ các chủ nợ Trung Quốc, khoảng 1/3 trong số đó đến trong giai đoạn 2000-2019 và được trả nợ dưới dạng dầu mỏ. Mặc dù vậy, Angola là nơi có an ninh bất ổn. Điều dễ dàng nhận thấy trong các clip của Quang Linh Vlog là hình ảnh của những người bảo vệ cầm súng đứng canh trang trại để bảo vệ tài sản hoặc bảo vệ có súng tại các cơ sở kinh doanh. GDP bình quân đầu người của Angola chỉ ở mức 1.900 USD hồi năm 2022, thấp hơn so với Việt Nam. Angola là quốc gia có nhiều tiềm năng ở châu Phi nhưng vẫn là một trong những nước nghèo. Khoảng cách giàu nghèo ở Angola lớn, đằng sau vẻ hào nhoáng của các tòa nhà là những khu dân cư sập xệ của người nghèo. Theo Cục Quản lý Nhập cư và Người nước ngoài Angola, cộng đồng người Việt ở Angola thời điểm đông nhất lên tới 40.000 người hồi năm 2013. Gia đình Lơ Con cũng thuộc hộ nghèo tại Angola. Tuy nhiên, từ khi có Quang Linh, cuộc sống của Lơ Con đã có rất nhiều sự thay đổi. Tuổi thơ của cậu bé trở nên ý nghĩa hơn nhờ Tim Quang Linh Vlog. Hoàn cảnh trước khi gặp Quang Linh, Lơ Con và bố mẹ sống trong một căn nhà rất nhỏ lụp xụp xây lên từ đất. Căn nhà nhỏ và hầu như không có bất cứ tiện ích gì. Đến chiếc bếp tự làm để nấu ăn cũng sơ sài và khá hoang tàn.